Xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động.com Trong video clip này, chúng ta sẽ cùng xem qua những tính năng nổi bật của miếng dán polymer UV cũng như là cách dán cho nó Đây là một loại miếng dán bằng nhựa polymer Nó mỏng và tồn tại ở dạng cứng sau khi dán xong chứ không mềm như các loại dán BBF thông thường Nó có độ trông rất tốt và giữ lại cái vẻ đẹp màn hình của chúng ta gần như là hoàn toàn Đặc biệt với chất liệu này thì shop đồ chơi di động có thể sản xuất cho tất cả các dòng điện thoại của các bạn. Như các bạn thấy đấy, nó rất là trơn láng, bề mặt phẳng gần như kính. Nó hỗ trợ tất cả các kiểu mở khóa vân tay trong màn hình, bao gồm cả kiểu mở khóa bằng vân tay siêu âm. Như các bạn thấy, tốc độ mở khóa gần như là tức thời. Chúng ta chỉ cần chạm nhẹ vào vị trí cảm biến là nó có thể mở ngay lập tức. Rất phù hợp với các bạn sử dụng các app ngân hàng, thường xuyên mở khóa bằng vân tay siêu âm trên các dòng Samsung, điều mà miếng dán cường lực. Loại tốt nhất không phải lúc nào cũng đảm bảo được, đặc biệt bề mặt của nó cũng rất là trơn láng. Tất nhiên không thể bằng loại cường lực cao cấp nhất, nhưng so với các loại miếng dán dẻo khác, thì hiếm có loại nào có độ trơn láng tốt như vậy. Như các bạn thấy, hiệu ứng, giọt nước trên lá sen rất rõ ràng. Điều này sẽ phù hợp với các bạn hay ra mồ hôi tay, vì nó không làm rít màn hình dễ dàng vệ sinh được phần mồ hôi tay bám trên màn hình. Miếng dán này có thể tùy chỉnh được kích thước, đặc biệt là với các máy màn hình cong. Chúng ta có thể làm nó sâu xuống mép một chút xíu. Như vậy thì khi vuốt từ ngoài màn hình vào sẽ cho cảm giác không bị vướng. Và ngược lại, chúng ta cũng có thể làm cho miếng dán nhỏ đi một chút để có thể phù hợp hơn với nhiều loại ốp lưng khó tính. Và đặc biệt là nhờ tích hợp lớp keo UV bên ngay bên trong miếng dán Chúng ta sẽ thấy nó bám rất là tốt cái phần cạnh công và gần như là không thể nào mà bong cạnh công được trừ khi các bạn khửi nó lên. Bởi vì ở dạng cứng nên nó rất khó bị hằn dấu. Gần như là không bị luôn đó. Đối với những miếng dáng PPF thông thường thì khi các bạn viết bút lên trên màn hình thì nó sẽ để lại cái dấu rất là rõ hoặc là những loại PPF có chức năng phục hồi thì nó sẽ vẫn có một cái đường hằng của bút rồi sau đó nó mới phẳng trở lại tuy nhiên thì theo thời gian thì cái khả năng phục hồi này mỗi ngày nó một giảm đi tuy nhiên cái loại này đặc biệt là loại polymer uv này thì các bạn sẽ không thấy nó bị hằng luôn cho dù móng tay hay là ngoài bút chúng ta viết lên với một lực hơi mạnh thì các bạn vẫn không thấy một cái dấu vết gì trên đó cả thậm chí mình cố tình dùng móng tay đập mạnh lên trên màn hình mà nó hoàn toàn không hề hấn gì cả Mặc dù sử dụng công nghệ keo UV tích hợp bên trong miếng dán, nhưng đảm bảo với các bạn là miếng dán này không bao giờ dính chết lên trên cái màn hình của chúng ta được. Khi nào cần gỡ thì chúng ta sẽ gỡ một cách rất là dễ dàng, các bạn hoàn toàn yên tâm. Đó là những tính năng sơ lược của miếng dán polymer UV. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán cái miếng dán polymer UV này nha. Ở đây là mình đã dán sẵn một miếng rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc bỏ cái miếng này đi để thay thế bằng một cái miếng mới. Mình sẽ minh họa từ A đến Z để các bạn có thể nắm và tự dán cho mình một cách dễ dàng nha. Khi bán ra thì shop sẽ trang bị cho các bạn cái bộ vệ sinh nè, rồi cái miếng gạt nè. Còn cái đèn UV mini thì các bạn có thể mua kèm hoặc là không cần thì chúng ta có thể sử dụng ánh nắng mặt trời một chút xíu khoảng chừng 5 phút thôi thì chúng ta có thể hoàn tất công việc rồi. Đầu tiên thì chúng ta à, sẽ vệ sinh màn hình Một cái bước rất là cơ bản Tất nhiên là các bạn lưu ý là chúng ta phải vệ sinh cực kỳ kỹ bốn cái phần cạnh nha Bởi vì thường á, là cái phần bụi hay là những cái chất bẩn cặn bẩn của miếng dán cũ nó bám rất là chặt ở trên phần đó Thì chúng ta phải lau phần đó rất là kỹ Thì chúng ta dùng cái khăn số 1, á, khăn ướt á, để chúng ta lau Lau cho nó ẩm mấy chỗ đó cho Sau đó chúng ta sẽ dùng cái khăn khô để chúng ta lau lại một lần nữa và chú ý như mình nhắc lại một lần nữa là cái phần hai nhất là hai phần cạnh công hai bên chúng ta phải lau thật kỹ và nhìn thử coi là nó còn có sót lại cái gì trên đó hay không để nó đảm bảo được cái tính thẩm mỹ của miếng dán sau khi dán tất nhiên là một hai hạt bụi thì nó không phải là làm hỏng miếng dán của chúng ta nhưng đối với những bạn kỹ tính thì nhìn vào nó có cảm giác rất là khó chịu tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái keo keo chấm bụi này chúng ta sẽ chấm những cái bụi ở trên màn hình ra nha các bạn cũng lưu ý là khi chúng ta ngồi dán á thì chúng ta phải ngồi tránh nơi gió bụi và đặc biệt đặc biệt là cái miếng dán này nhé, thì các bạn dán ở trong nhà trong mát không có ngồi ở đâu mà nó bị ảnh hưởng bởi cái ánh sáng của mặt trời ánh nắng của mặt trời đó thì khi ánh nắng mặt trời nó vào mà chúng ta chưa kịp hoàn tất cái công đoạn dán á, thì nó làm cho cái miếng dán chúng ta trở nên cứng lại nó cứng lại thì khi đó thì cái phần cạnh cong nó sẽ không có dính vào được nữa chúng ta không định hình miếng dán được nữa lúc đó miếng dán mặc nhiên nó đã đã được định hình thành cái dạng một cái tờ phẳng thôi chứ không phải ôm theo cái form của máy cái tính chất của cái loại này á, là chúng ta sẽ định hình bằng cái tia uv thì cái miếng dán nó sẽ có cái hình dáng hình dạng của cái phần công của máy của cạnh công của máy nhất là những cái máy màn hình công như thế này mình nhắc lại là cố gắng vệ sinh cho thật kỹ nha các bạn càng kỹ càng tốt cái khâu vệ sinh gần như là cái khâu cực kỳ quan trọng rất là quan trọng trong quá trình dán màn hình của chúng ta và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có miếng dán màn hình polymer uv dạng được cắt sẵn cho máy của chúng ta rồi các bạn thích loại nào thì báo với shop thì shop sẽ cắt đúng y chang cho cái màn hình của các bạn có tất cả các loại màn hình điện thoại mà các bạn cần luôn nha đây là dạng 4 lớp nha các bạn các bạn tháo cái lớp đế màu vàng ở dưới ra nè cái lớp keo giấy ở dưới á chúng ta sẽ tách nó ra thì mà khi chúng ta tách cái lớp kéo giấy ở dưới ra, kéo vàng này ra thì các bạn nhớ là nó còn lại 3 lớp nha, còn 3 lớp nha. Và cái mục đích cuối cùng của chúng ta bước cuối cùng là chúng ta chỉ giữ được một lớp sử dụng thôi. Đây là cái lớp định vị nó chia làm đôi như thế này chứ không phải miếng dán đi gãy nha các bạn. Các bạn cố gắng canh cho nó ngay cái miếng dán. Cứ canh từ 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 từ, nếu không ngay thì dở lên canh lại không vấn đề gì cả. Cái lớp định vị này là cái lớp sẽ, chúng ta sẽ gạt bỏ đi chứ không phải cố định ở trên đó đâu. Cứ canh từ từ chậm rãi cho đến khi nào mà ưng ý nhất thì thôi. Một lần nữa mình xin lưu ý lại là chúng ta làm cái việc này, làm cái việc canh và dán này ở nơi không có ánh nắng chiếu vào nha các bạn. Khi ánh nắng chiếu vào, mình xin nhắc lại là cái tia UV tia cực tím trong ánh nắng mặt trời đó nó sẽ làm gần như là nó làm chết cái lớp keo ở dưới này, làm khiến cho miếng dán chúng ta chưa kịp định hình theo cái phần cong của màn hình đó như các bạn thấy á là chúng ta có thể gỡ dở lên dở xuống để chúng ta canh đi canh lại nhiều lần. Không có vấn đề gì cả, cái này không phải vội. Cái này mình canh hơi lâu á là bởi vì cái mình đang ngồi nó hơi với. Mình để cái máy quay phía bên trên còn cái tay mình cái góc quay nó không được tốt lắm, mình phải với rất là nhiều nên mình không có nhìn trực tiếp từ trên xuống được nên canh nó hơi lâu một chút xíu các bạn nha ok bây giờ coi như là chúng ta giả sử là chúng ta canh xong rồi thì chúng ta sẽ lột lật một nửa phía trên này ra như thế này và chúng ta chấm lại những cái hạt bụi nếu ngoài nó có lẻn vào lẫn vào trong này ha thì chúng ta sẽ chấm chấm cho nó sạch sạch cái đã cực kỳ quan trọng nha có vài hạt bụi nhìn nó khó chịu lắm và sau đó thì chúng ta sẽ gạt một nửa này lên phía lên trên cái gạt từ từ vậy nè các bạn nhìn nhìn mình làm này nha gạt lên trên như thế này đó, đó cứ từ từ thế thôi coi phân lại gạt sát vào giữ một chút xíu cho nó dính vào trong đó ok nha đó và cái lớp mà nửa đó chúng ta vừa thấy ở trên tay mình đó tương tự chúng ta sẽ làm điều tương tự cho cái phần còn lại như thế này chúng ta kiểm tra bụi tiếp đó giả sử lần có bụi thì chúng ta phải chấm nó ra nha đó cứ y như cái nửa phía trên phần camera rồi sau đó thì tiến hành gạt thôi đó cái loại này nó không có cái đường hằng ở giữa nha các bạn nó không có đường hằng giữa như những loại bbf 4 lớp thông thường của các bạn nên các bạn nhìn nó cái cái cảm giác nhìn nó cái trải nghiệm nó rất là xuyên suốt nha nó không bị khựng ok nha bây giờ thì chúng ta chỉ còn lại hai lớp ở trên màn hình thôi và cái bước tiếp theo sẽ là gì bước tiếp theo đối với bản thân mình mình vẫn phải kiểm tra lại có cái bụi lẻn vào những cái sợi gì đó nó lẻn vào trong hai bên cái mép hôn để chút nữa thì khi mình vuốt cái mép xuống đó, nó sẽ chồng lên cái bụi đó nó lại tiếp tục gây xấu do đó mình phải kiểm tra lại một lần nữa cho hết sức cẩn thận đó mình sẽ khèo ra những cái hạt bụi nào đó mà mình cảm thấy là có nguy cơ làm cho miếng dáng mình xấu là mình phải xử lý nó hết cái thời gian mình bỏ ra mình vệ sinh màn hình đó mình vệ sinh mình kiểm tra bụi nó hơi nhiều nhưng bù lại thì nó sẽ mang lại cho các bạn cái kết quả rất là mỹ mãn nha các bạn nó không có phí thời gian của chúng ta đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bóc cái lớp màng ở trên cùng ra nha. Bóc từ từ chậm rãi thôi. Đó, bóc nó ra thế này. Và trước khi bóc nếu các bạn không thấy nó hở ra thì chúng ta chỉ dậm dậm những cái mép rìa ngay góc dưới á. Dậm một chút xíu thôi. Thì nó sẽ bung cái màng ra, chúng ta kéo màng ra từ từ. Và tiếp theo á, thì chúng ta sẽ vuốt vuốt loại này chúng ta có thể vuốt bằng tay được vuốt bình thường như bbf bình thường ha cho nó dính vào hai cái cạnh tuy nhiên nếu chúng ta chỉ vuốt và như vậy thôi á thì nó sẽ không có dính luôn một thời gian sau nó sẽ bung lên thì chúng ta sẽ sử dụng cái tia uv từ cái đèn uv hoặc từ ánh nắng mặt trời để mà chúng ta làm cho cái phần keo đó nó chết lại nó cố định cái miếng dáng nó cong nó ôm theo màn hình chúng ta vậy không bị bung ngược lên phía trên đó cũng là cái bí quyết khiến cho cái miếng dáng này nó dính tốt hơn. Chẳng qua là một phần là keo tốt, một phần là do miếng dán nó làm dạng, nó sẽ trở thành cái dạng y chang cái form của màn hình rồi. Nó như một cái nắp, một cái nắp mà nó đẩy lên vừa vặn nó khớp với màn hình chúng ta rồi thì không thể nào mà nó bung ngược lên được. Rất là khó. Giờ chúng ta sẽ vuốt xuống bình thường như thế này ha. Cứ vuốt từ từ cho nó dính đen hết hai cạnh hai bên. Đó, cứ từ từ. Cứ vuốt hết cạnh này rồi đến cạnh bên kia. Thì chúng ta sẽ vuốt cho nó dính xác lại như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ chiếu đèn. Cái đèn này thì mình nhắc lại là các bạn có cái tùy chọn mà chúng ta có thể mua thêm với cái giá hỗ trợ từ shop nha các bạn. Đó. Thì chúng ta vuốt nó lại. Rồi chúng ta sẽ dùng đèn để chúng ta hơn hai cái cạnh bên công hai bên này nè. Cho nó cố định luôn. Các bạn hoàn toàn an tâm. 100% là cái miếng dáng này có thể dỡ gỡ ra dễ dàng khi các bạn không thích dùng nữa hoặc là nó bị hư hỏng do vấn đề gì đó nó lớn đó thì chứ nó không có phải là bị dính lên trên cái màn hình như cái loại cường lực keo uv thực ra thì cường lực uv nó dính trên màn hình thứ nhất là do các bạn dùng sai keo thôi thứ hai là nếu keo tốt á thì có thể là do cái màn hình đó nó quá nhám rít rồi thì nó làm cho cái keo nó trở nên dính chặt hơn khiến cái việc gỡ ra khó hơn thôi. Đó. Tuy nhiên đây chỉ là một cái miếng dán nhựa, không có thành phần nào bằng kính hết thì chúng ta có thể gỡ ra một cách rất là dễ dàng. Tất nhiên là không phải cái dạng mà đụng một cái là bông, đụng một cái là bung đâu nha các bạn. Các bạn hoàn toàn an tâm. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ hơ đều hai cái cạnh như thế này. Cứ hơ đi các bạn, cứ hơ kỹ kỹ một chút xíu khoảng tầm mà. Nếu có thời gian thì chúng ta hơ khoảng 5 phút, đèn này nó cũng yếu à, 5 phút, 10 phút tốt nhất là nên cỡ tầm 10 phút cứ hơi đều hai bên cạnh còn nếu mà các bạn chưa có đèn thì uh, chúng ta sẽ uh, dán vào một cái thời điểm mà trời có nắng tất nhiên là chúng ta ngồi ở trong nhà mát chúng ta dán ha thì sau đó thì chúng ta sẽ ra ngoài nắng để chúng ta hơ hơ nhờ ánh nắng mặt trời hơ mình đã test rồi hơ cũng khoảng tầm 10, 10 phút thôi 10 phút thôi thì nó sẽ hai cái mép nó cố định luôn nó không có bị bong ngược ha thì trong quá trình chúng ta hơi như thế này chúng ta để ý nếu mà có chỗ nào á cái mép á nó hơi vẫn lên thì chúng ta vuốt lại liền nha vuốt lại liền rồi chúng ta hơi tiếp thì vẫn ok thôi rồi xong rồi còn bây giờ đến cái phần mà ví dụ như không có đèn đây nè không có đèn thì đem ra ngoài nắng vuốt hai cạnh cho nó dính sát như dính sát rồi á thì đem qua ngoài nắng thì vuốt tiếp kiếm cái bóng râm nào đó thì chúng ta chỉ chìa cái máy đó ngồi mà nắng thôi chúng ta ngồi trong bóng râm đó thì chúng ta miết một chút xíu thôi khoảng tầm 5 phút 10 phút thì chúng ta là mang vào nhà để chúng ta sử dụng được rồi như vậy là cũng là hoàn tất rồi nếu trong trường hợp mà chúng ta không có đèn hoặc là chẳng may đang làm cái đèn nó hư hỏng gì đó thì chúng ta có thể dùng cái biện pháp này để mà chúng ta xử lý cái phần còn lại cái cách dán thì nó cũng tương đối đơn giản giống những loại bếp bốn lớp thông thường thôi tuy nhiên thì chúng ta có khác biệt ở một chỗ là cái phần này là chúng ta cần phải xử lý thêm cái tiêu uv vào để cho miếng dán nó định hình theo cái form máy của chúng ta từ đó thì nó sẽ dính tốt hơn và nó sẽ mang lại một trải nghiệm tốt hơn. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách dán màn hình polymer UV dành cho chiếc điện thoại màn hình cong của các bạn. Tất nhiên là màn hình phẳng thì chúng ta vẫn dán bình thường nha các bạn. Màn hình phẳng nó dán ngày càng dễ hơn, thậm chí là không cần phải hơ đèn làm gì. Đó, màn hình cong thì chúng ta nhất định phải hơ đèn hoặc là chiếu ánh nắng vào để cho nó định hình cái phần cong lại nó không có bị uh, bung ngược lên. Còn màn hình phẳng thì chúng ta không cần đâu. Đây là miếng dán mà sau khi chúng ta dán rồi các bạn thấy không? Kết quả rất là mỹ mãn. Nhìn rất là đẹp. Bóng bẫy. Và chất lượng miếng dán thì chúng ta không có gì phải bàn cãi cả. Nếu các bạn thấy hữu ích thì đừng quên để lại một like và subscribe cũng như là chia sẻ video clip này đến cho bạn bè của các bạn, những người thân của các bạn đang có nhu cầu sử dụng miếng dán. Polymer UV. Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu về miếng dán màn hình polymer UV dành cho điện thoại cũng như là hướng dẫn dán của đồ chơi di động. Đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.